Thấy máy xúc bị tuột xích, cô gái có màn xử lý đỉnh cao khiến cánh mày râu phải trầm trồ. Theo đó, trong lúc đang xúc đất ở ngoài công trường, chiếc máy xúc này không may đã bị tuột xích ra khỏi bánh quay. Tưởng chừng như với kích cỡ to lớn của sợi dây xích cộng với trọng lượng nặng hàng tấn của chiếc máy này, thì mọi người đành phải bó tay mà chờ thợ đến cứu trợ. Thế nhưng ngay lúc đó, một chị gái đã trèo lên xe, sau đó sử dụng các kỹ năng đỉnh cao của mình để xử lý, làm cho các cánh mày râu phải trầm trồ đến kinh ngạc mà có cái nhìn khác về người phụ nữ. Đã nhanh chóng thu hút được hàng triệu lượt xem từ cộng đồng mạng. Không ít người đã nhiệt tình thả tim cho pha xử lý đỉnh cao của chị. Bên dưới là một số ý kiến khác mà dân tình để lại. Mấy ông hay nói giao tay lái cho phụ nữ là một tội ác, bây giờ nhìn đã hối hận chưa? Nice. Chị gái kiểu, chuyện nhỏ, chờ chị tí là xử lý xong ngay ấy mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.